Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Phương Loan. Thì hôm nay Loan sẽ mang đến cho cả nhà hai mẫu em Exciter 155, một em là màu sơn 3D này, một em là màu sơn jean. Nhưng mà hai em này á có một cái em mà bên Loan lên đồ chơi nó rất là tông, sẽ tông với cái màu sơn luôn. Thì trong video này Loan sẽ giới thiệu đến mọi người nha. Mọi người đừng quên khi đến mua xe, chuẩn bị có ý định đi mua xe cần tư vấn này hoặc là ghé cửa hàng mua xe, chỉ cần alo trước cho Loan 0932007033. Loan sẽ hỗ trợ mọi người ngay 1 triệu tiền xăng và hỗ trợ tiền xăng đi lại này, và giảm trực tiếp vào giá xe cho cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay mời anh chị em mình cùng Loan tham khảo em Exciter 155 bản xanh GB tem mới 2022 cả nhà. Em này Loan thấy lên đồ chơi khá là nhiều luôn, và đặc biệt là nó rất là tông xịt tông với cái màu sơn jean của em xe này. Mặc dù là màu jean nhưng mà cũng khá là nổi không cả nhà, đặc biệt là có cái mâm jean luôn, mâm GB luôn cả nhà. Đây. Thì mọi người không lạ về cái màu sơn jean này nữa rồi đúng không? Có một số anh thì thích màu sơn 3D nhưng mà màu sơn jean cũng được anh lựa chọn rất là nhiều, đặc biệt là cái màu xanh GB này là một cái màu đặc biệt ha, màu xanh đặc biệt ha, phiên bản đặc biệt. Thì cả nhà mình nhìn thấy không, màu xanh thì trầm hơn một chút xíu so với cái mẫu cũ 2021 ha, màu xanh nước biển đậm hơn. Và nè, em này Loan cả nhà thấy nó có lạ không? Nếu tay thắng jean là màu đen nha, thì em này Loan có lên tay thắng độ căn chỉnh nè, căn chỉnh theo cái lực tay của mình luôn ha. Bên cửa hàng nó đang hỗ trợ giá cho mình rất là tốt về những cái đồ chơi, những cái phụ kiện này nè. Bao tay có luôn, có định vị luôn cả nhà. Và có ba ga titan nè, xanh tím cũng rất là hợp màu với lại cái màu xe của em mình luôn. Và mọi người biết là cái em này là bản cao cấp cho nên là khóa thông minh ha. Khóa thông minh thì có cổng sạc chuyên dụng rồi cả nhà. Mình đi du lịch, mình đi chơi xa rồi không có sợ điện thoại của mình bị hết pin luôn nha. Đây là có một cái bộ dàn chân lên giới thiệu đến cả nhà mình nữa nè. Oppo và dàn chân, mọi người cũng thấy không? Đây, cái bộ dàn chân này thì bên cửa hàng nó lên nha, nhưng mà nó rất là tệp màu với lại cái nước sơn luôn cả nhà. Thường thường thì cửa hàng nó lên đồ chơi á, nó tông sẽ tông với cái màu sơn xe luôn, nhìn nó cùng màu á, nhìn nó đẹp hơn. Nó đồ chơi thì nó phải hợp, nó phải đẹp đúng không? Đây, màu xanh này, màu trắng này, đó cái bộ dàn chân này ha, đang được hỗ trợ giá rất tốt. Và mọi người thấy là cái Oppo của xe này nè, cũng lên luôn nha, vừa bảo vệ bô vừa là thẩm mỹ cho xe rất là đẹp. Ok, và bây giờ nó sẽ đi vào báo giá cho cả nhà mình luôn nè. Em xe này cửa hàng nó đang bán với giá 45.500.000. 45.500.000 nhé. Thì mọi người lên mua xe lâu trước là được giảm ngay 1 triệu vào giá xe luôn. Em này Loan có giới thiệu đến cả nhà một cái phụ nữa. Cái này là cái bình dầu nhé, cái bình dầu cái phụ bên trong đó cả nhà. Đây mọi người thấy không, cái này màu vàng này, cái này là cái bình dầu cho cái phụ bên trong nha cả nhà. Thì những cái đồ chơi này Loan đang hỗ trợ giá ở cửa hàng rất là tốt nha. Mọi người gắn thì khi có biển số mới phải thanh toán nha. Ok, thì mọi người mua xe này chỉ cần trả trước giúp Loan 5-6 triệu là có thể lên hồ sơ rồi nha, từ 5 triệu trở lên thôi. Và đây Loan muốn giới thiệu đến cả nhà mình một em màu sơn 3D Exciter 155 luôn. Màu này là màu vàng nghệ mọi người, thiết kế 3D này. Đầu xe này có chữ Monster ha, và số 39. Thì có một số anh là thích cái số 68, số 79 đó. Thì mình Loan vẫn hỗ trợ mọi người là sơn ha, hoặc là sơn theo năm sinh của mình, năm 2020 hoặc là 95-96 gì đó, Loan vẫn hỗ trợ nha. Đây thì mọi người thấy em này thì cả nhà thấy là nó lên đồ chơi nó lại tông vàng nè. Đó là có chống độ ở sau màu vàng nè, chống độ trước màu vàng luôn. Rất là hợp tệp màu với màu sơn 3D ha. Mọi người ơi, đặc biệt điều rất là vui nha, là tháng 9 này nè, là Exciter đang giảm giá, mọi người giảm cực kỳ là tốt luôn. Lúc trước thì hiện tại thì em xe này Loan đã tính giá tiền sơn luôn nha, chỉ có giá 44.500.000 thôi, tính tiền sơn 3D luôn rồi á mọi người. Và những cái đồ chơi trên xe thì anh báo xe zin, những đồ chơi trên xe thì mình gắn cái gì mình tính thêm tiền cái đó, và khi có biển số mới phải thanh toán nhé. Mọi người đi mua góp thì chỉ cần mang chứng minh hoặc là căn cước thôi là có thể lên hồ sơ và mang xe về rồi. Thì cửa hàng của Loan hiện tại đang ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương nè, gần Đại Nam, gần chợ Nhật Huy và gần cổng Mỹ Phước 3. Thì cả nhà đến mua xe thì cần alo trước cho Loan thôi, hoặc là mua ghé một cửa hàng nè, thì cửa nói là alo trước với Loan thì được giảm ngay 1 triệu vào giá xe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã theo dõi cái video của Loan. Nếu cả nhà mình đang cần Loan báo giá hoặc là review một cái em xe nào nữa thì hãy bình luận bên dưới cho Loan nha. Loan quay cho cả nhà mình cùng tham khảo nha. Chào tất cả mọi người nha.